Kiểu nhẫn này. Ui, cười kiểu nhẫn. Anh có cả hộp Cuba này. Kìa, kiểu nhẫn này hiếm lắm đây. Cuba ngon lắm nè. Sẽ để anh biến nha. Nhìn kỹ này. Bonbon TV. Hoba vị dâu thơm quá. À, anh giữ. Em có cái gì đây? Có cái gì nhả ra anh xem nào. Anh cũng có. Anh cũng có nè. Nhả ra anh xem tí mà. Cho anh xem tí đi, rồi anh cho xem kết của anh sau. Kiểu nhẫn này. Ui, cười kiểu nhẫn. Anh có cả hộp Cuba này. Kìa, kiểu nhẫn này hiếm lắm đây. Cuba ngon lắm nè. Nhìn là anh nè. Anh có phép đấy. Anh biến cái kẹo Cuba bình thường này đấy thành cái kẹo nhẫn giống em. Không, không tin à. Sẽ đánh biến nha. Nhìn kỹ này. Đây này. Đây này. Giống em kẹo nhẫn chưa? Kẹo nhẫn Cuba anh cũng đeo vào tay. Yêu kiểu nhẫn thật cơ mà. Kiểu nhẫn Cuba. Kiểu nhẫn Cuba. Thôi em ăn. Kiểu nhẫn Cuba này ngon cực. Anh ăn. Em cắn miếng hết luôn. Em biết. Không nói chê cơ mà. Miếng đi. Cũng thơm đấy nhỉ. Cắn ít thôi. À thôi nha. Em cũng cắn hết của anh rồi. Bây giờ đổi đi. Không đổi. Này, anh cho em cả. Không. Đưa cái của em đây. Không. Cắn hết của anh rồi. Kìa, còn đây mà. Ngon lắm ấy. Đổi đi. Không. Cậu nhẫn anh cũng nghe nói từ lâu rồi. Mà anh chưa được ăn cơ. Thế anh đang ăn đây. Mới ăn kiểu nhẫn hôm qua thôi. Cho anh ăn kiểu nhẫn này đi. Thế thì anh qua ấm thường cái này đi. Anh hết phép rồi. Anh cần anh được sử dụng một lần phép thôi. Anh biến cái này không biến được đâu. Đổi đi. Thế đổi nha. Đổi nha. Anh cũng tiếc lắm này. Nhưng mà thôi cái này anh chưa được ăn. Bây giờ được thử xem nào. Cũng thơm ấy nhờ. Vị ca mà. Vị xoài. Thơm. Không uống công anh đổi rồi. Cái này cũng ngon. Cuba cũng ngon đúng không? Ông ngon. Không ngon nhưng đổi rồi trẻ em. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bonbon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.